Toàn ơi Toàn. Dạ. Hồi đó con mới gặp bác, lúc đó bác có trẻ đẹp không con? Dạ con nói sao cho đỡ mất lòng. Trẻ sao cho đỡ mất lòng? Ý nói 5 năm về trước chắc xấu dữ lắm. Chắc xấu dữ lắm. À, dạ cái này bác nói với con không có nói. Thì đó, tôi đợi cậu 5 năm bây giờ tôi còn tàn, tôi còn già, tôi còn xấu hơn vậy. Ủa bác đợi con chi bác? Trời ơi, cậu hứa với tôi mà cậu quên hả? À, con hứa là con qua con rước con gái bác chứ đâu rước bác đâu. Tôi đâu có nói rước tôi. Con nói á, là cho con lên thành phố rồi con đi tạo dựng sự nghiệp. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Rồi con quen con gái của bác lúc đó nó mới có nhiêu, mới 18 tuổi. 5 năm gia đình bác chờ con, bây giờ con dắt về cũng y chang đôi giày thể thao bao nhiêu năm trời, cũng bộ đồ thể thao, cũng chưa có tiền bạc gì. Bây giờ con thiết phục sao? Chứ bây giờ bác báo cho con cái hung tin là bác gọi con về đây là có ông Việt Kiều, nay cũng 36 nhưng mà được cái ông già, ông định rước gái bác. Bây giờ con tính sao? Chứ mà thôi là bác gả cho ông Việt Kiều đó, ông Hoàng ông giàu lắm con. Thôi mà má hứa con 5 năm con về là má gọi gã gái cho con mà. Má thương con lắm, má mới gọi con về. Nhưng bây giờ con về tay trắng sao nuôi con gái má. Chứ giờ sao giờ ông Hoàng ông giàu lắm con, Việt Kiều ông về ông cho má mấy chục cây vàng nhưng mà. Cũng nói thật với má là bây giờ con đang sở hữu hai căn nhà cũng do bạn đó bán luôn. Thì con vậy mua nhà của Hùng hả? Dạ đúng rồi. Hùng ơi Hùng. Dạ. Vô đây con. Hùng. Dạ. Hả cái gì vậy? Dạ con gặp lại thì con nói vụ mà hợp đồng mua nhà á mẹ. Con là bán nhà chuyên nghiệp quận 12 phải không? Dạ. Nghe đồn mà Toàn nó mua được hai căn thiệt không Hùng? Dạ. Dạ. Hồi nãy nói nhỏ con. Nói gì vậy? Xíu mày kêu tao mua hai nhà mày nha. Rồi tao quýnh với con rồi. Sao vậy Toàn? Má đang thương con, má đang lo cho tương lai của con. Mà con dám dựng ngược câu chuyện con nói vậy với má, má buồn quá à Toàn. Không, cũng là Hùng nữa nhưng mà Hùng khác. Hùng nào? Tại vì con đang định mua thêm hai căn bên nó nữa mà con chưa kịp mua. Con chưa kịp mua. Con chưa kịp mua. Có không Hùng? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Tại sao lại không? Có ý định mua thôi. Thôi thì Hùng ơi, dạ, con ngồi uống miếng nước với cô đi. Để cô kêu thằng Hào ra hỏi thử coi phải hai miếng đất đó của. Đâu phải Hào. Đúng không? Hùng khác. Hùng khác đúng không? Hùng ơi Hùng. Thằng này trong trên với tờ tên Hào mà ở ngoài tên Hùng. Hùng ơi ra đây con. Ai là má? Đây là má tôi. Má buồn lắm con. Sao má buồn? Con biết sao không? Hai đứa em gái con đó mà nó thương Toàn, má mới hứa gả. Mà 5 năm nó quay lại nó gạt má, nói mua nhà mua đất. Rồi nãy má mới gọi cậu Hùng qua, má hỏi cậu Hùng nó không có. Mà má biết con cũng làm kiểu như buôn bán nhà trển. Giờ này con làm nghề khác rồi. Con làm gì? Bánh giò tắt 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 gai hùng nè. Trời đất ơi, nó tràn qua tới bánh giò tét gai. Con có đồng ý gả em của con cho ông Toàn không? Con nghi không được quá. Bây giờ Châu Chí Hùng có một cái tài năng gì má gả gái cho con. Dạ con hát. Hát cho má nghe một bài. Vì lời chân anh là em chồng, cuộc đời không hề phai. Dù có phong ba, anh vẫn không đổi rời. Vì lời chân là mãi mãi và anh chỉ yêu em thôi. Người yêu ơi xin hãy tin anh. Chỉ yêu một người, yêu mãi con đời. Sau cho giông tố vẫn không đổi thay. Chỉ yêu một người, yêu mãi không rời. La quá trời la. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.